Ui! Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Anh Hương ơi, anh Hương ơi, từ từ anh Hương ơi. Từ từ anh Hương ơi. Mọi người thấy cái gì dưới kia chưa? Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay đã là ngày thứ 9 của mấy anh em Sang trong cái chuyến đi vào rừng kiếm ong rồi mọi người. Trong 9 ngày vừa rồi thì mấy anh em Sang mới bắt duy nhất được một tổ ong thôi, cũng kiếm được một vài con cá. Cái ngày đi thì mình khởi hành đi từ động tích dưới hạ lưu, chạy thuyền hơn 2 ngày đưa lên được tới phía trên đập thủy điện phía trên thượng nguồn á. Thì mấy anh em kiếm ong phía trên đó, nhưng mà ong trên đó không có mọi người, do là rừng ở trên đó nó không ra hoa nên ong nó cũng không về ở này. Giăng câu giăng lưới á, thì nước chảy xiết quá cũng không giăng được. Nên 9 ngày vừa rồi mấy anh em Sang được gọi là thất thu mọi người. Đi như vậy thì không có công. Ngày khởi hành đi á, thì mấy anh em đi tận tới 6 anh em. Nhưng mà hôm nay á, thì chỉ còn lại 4 thôi. Sang, anh Lăng, anh Huân với anh Hoàng. Anh Hàng á, thì cái bữa thứ tư á, nhà có việc gấp nên phải băng rừng đi về nhà rồi. Còn anh Nghĩa thì hôm qua cũng về luôn rồi mọi người. Sáng hôm nay thì đáng ra mấy anh em Sang cũng bàn với nhau là đi về luôn. Nhưng mà anh Huân á, kêu mấy anh em á, là ráng bám trụ dưới sông này thêm được một vài bữa nữa. Tại vì hổm rài mấy anh em sẽ xuống sông đây này, là ngày nào trời cũng đổ mưa mọi người. Sáng hôm nay á, thì trời cứ chuyển mây đen đây này. Báo hiệu là sẽ có một cái trận mưa rất là lớn sắp sửa đổ xuống á. Nên mấy anh em cố gắng là ở dưới sông này thêm một vài ngày nữa. Tại vì nếu mà ở dưới sông này á, có một cái trận mưa nào lớn nó đổ xuống á, nước sông nó chuyển sang màu đục á, thì lúc đó con cá lăn đá nó từ trong hang nó sẽ ra khỏi hang để nó đi ăn. Và đó là cái cơ hội của mấy anh em Sang để đi bắt được những con cá lăn đá này nha. Hôm rài thì trời đổ mưa liên tục mấy bữa rồi mọi người. Nên cái việc đi kiếm ong á, thì có lẽ là mấy anh em Sang sẽ không đi kiếm nữa. Do khi mà con ong nó dính phần nước mưa á, thì nó sẽ hút lại phần mật. Và có khi bắt á, nó cũng không có mật mọi người. Nên mấy anh em quay trở về cái đoạn sông chỗ này nè. Ở đây có một cái hụt nước to. Và mình sẽ đi chủ yếu là mấy anh em Sang sẽ đi kiếm cá nha. Nên nãy giờ thì mấy anh vừa mới làm đây một căn chòi. Mình sẽ ở căn chòi này thêm 2-3 hôm nữa để chờ đợi cái cơn mưa lớn đầu mùa này. Rồi mình sẽ đi giăng câu, giăng lưới, cố gắng là kiếm một con cá lăng thật to, để cái chuyến đi này mấy anh em Sang sẽ gỡ lại phần công nha. Chòi thì nãy giờ mấy anh cũng làm xong rồi. Cái chòi của mấy anh em Sang thì ở cái cây phía trên đây mọi người. Nãy giờ thì mấy anh em cũng làm chòi xong, cũng như ăn cơm xong rồi. Giờ thì anh Huân cùng với mấy anh chèo xuồng tới đây để mà thả một cái tay lưới ngang sông ha. Tại vì hôm nay nước sông nó cạn này, nó rút từ cái đá ra cái mực nước có phải dâng lên đây. Nhưng mà hôm nay nước cạn xuống đây này, nên mình có thể là thả cái tay lưới dọc ngang sông. Khi nào mà nước dâng lên thì mấy anh em sẽ thăm, cứ ngâm tay lưới ở đây thôi. Thả lưới xong thì bốn anh em Sang sẽ chạy thuyền xuống dưới cái đoạn dưới kia mọi người, để thả tiếp mấy dàn dây câu nữa. Hôm nay thì mình sẽ vừa giăng lưỡi câu để bắt cá này, cũng như là vừa thả lưới để kiếm cá lăng nha. Dùng mọi cách để bắt được con cá lăng đầu mùa này cho mọi người xem. Nay thì trời đang chỉ mưa vui phía trên mọi người. Hy vọng là chiều nay sẽ một cơn mưa lớn đổ xuống đây. Mưa càng lớn thì khả năng bắt được cá càng cao. Cái tay lưới đầu tiên thì anh Huân vừa mới thả từ bên đây qua bên đây mọi người. Còn phía dưới đây thì thả thêm một tay nữa nha. Từ cái dây vàng vàng bên đây này qua tới bên đây sông. Mình thả cắt ngang sông luôn nha. Thả kiểu này chỉ khi mà đập thủy điện nó đóng, nước nó êm lại thì mới thả được. Còn nước mà nó dâng tới cái bờ bên kia kìa, lúc đó nước chảy xiết mình không thả được kiểu này đó. Thả cái này thì có lẽ là mấy anh em Sang để đây tới khoảng khi nào mà nước nó dâng lên, nước xả thì mới nhấc lưới nha mọi người. Giờ thả xong thì sẽ đi dọc theo bờ cát. Mấy anh em sẽ làm vài cái sợi vàng dây câu. Mình vừa giăng câu vừa giăng lưới. Mọi người thấy cái cục đá chỗ này không? Nó nổi lên phía trên, nhưng mà cái phần chân của cục đá này nó tận tích ở phía dưới đáy sông á. Nó sâu khoảng tầm 5-6 mét nè. Phía dưới của cái chân này nó có một cái hang.
Và trong cái hang đó thì có khả năng là có cái lăng to mọi người. Nên trên kia một tay, dưới đây một tay để ngăn cái cục đá này lại. Nếu mà cá lăng nó bơi ra khỏi hang á thì sẽ mắc vào lưới. Bây giờ thì mấy anh em sẽ đi xong nha, ra câu à. Giờ mấy anh em sẽ đi thả lưới kiếm mồi đó, rồi đi giăng câu. Đi. Làm xong mấy cái cục đá mọi người. Bây giờ thì mấy anh em sẽ lên phía trên cái hồng đây này. Phía trên hồng thác, mà giăng câu phía trên đó. Còn giăng câu phía dưới thác nó cũng không ăn mọi người. Nó chủ yếu là nó ăn phía trên hồng thác thôi. Làm xong mấy cục neo mọi người, bằng cục đá đây này. Mà phải dùng mấy cục neo to như vậy thì nó mới trụ nổi với cái dòng nước chảy xiết nha. Bên đây thì anh Huân cũng vừa mới cột xong cái dàn dây câu từ cái cây tre bên đây này xuống phía dưới cái hồng thác phía dưới kia nha. Ở phía ở chỗ này là phía trên hồng thác. Để bắt được cá lăng đá thì mình phải giăng dàn dây câu ở phía trên hồng thác nha. Giăng ở dưới hồng thác thì cũng không có mọi người, chủ yếu là nó đi ăn ở phía trên hồng thác. Giờ thì sẽ cột neo thả xuống xong móc mồi. Còn đây là mồi câu mọi người. Mồi câu là cái mồi con cá bóng đá nha. Mình phải bắt vào những con cá mà ở dưới sông á thì con cá lăng đá nó mới thích ăn thôi. Do cái dàn câu này phía trên hồng thác mọi người nên cứ khoảng 5 mét á, thì anh Huân phải cột một cái cục đá bự như này để cho nó chìm sát dưới đáy. Ở dưới đáy thì dòng nước nó ít chảy hơn là ở phía trên mặt. Mồi thì phải là mồi cá sống nha, tại vì mồi cá mà nó không sống thì con cá lăng đá nó cũng không thích ăn. Cá lăng đỏ thì dễ câu hơn, nhưng mà mùa nước đục thì mới có nhiều cá lăng đỏ. Lúc đó thì cá lăng đỏ nó cũng to, còn đầu mùa này chủ yếu là cá lăng đá thôi. Nó sẽ chia ra theo từng mùa nha mọi người. Đây là mồi cá còn bộ quậy quẩy đây nè. Đã chăng xong hai dàn dây câu ở chỗ phía trên hồng thác cho mọi người. Cái dàn dây câu này mình sẽ giăng, mình ngâm qua đêm nha. Sáng hôm sau khi mà nước nó rút xuống mình mới bắt đầu đi thăm nha. Còn lúc mà nước nó xả thì mấy anh em cũng không có dừng ngay hồng thác này để thăm được nha. Tại vì nước nếu mà nó dâng á, thì nó sẽ ngập luôn cả tảng đá này mọi người. Chỗ này thì nước chảy xiết lắm. Giờ thì mấy anh em lại tiếp tục di chuyển lên phía trên bờ đá phía bên kia. Mình sẽ làm vài cái câu lẻ đó. Cũng thả cái dàn dây câu xong mọi người. Quay qua đây thì mấy anh ghé vào trong cái bùa lô chặt một ít cần. Mình vừa thả dàn dây câu mà mấy anh em sang vừa dùng cái dàn dây cắm đó nha, cái cần câu cắm nha. Mà cắm cái kiểu này là cắm cần to, mình cắm ở giữa sông luôn mọi người. Cái cách này thì cũng hay dễ dính cá lăng lắm, nhưng mà nó không làm dàn được, mình chỉ cột lưỡi đơn thôi. Cái chỗ nào mà nước chảy xiết quá mình không làm dàn được thì mình làm bằng cái cây cần câu này. Đây, đây một cây này. Mình phải lựa những cây cứng nha, tại vì mấy anh em sang gắm ở giữa sông luôn á. Đây thì mấy anh chặt được 8 cây nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm dây. Dây đi câu cần này thì là loại dây này nha, dây thừng to đây này.
Giờ anh Hoàng sẽ cắt ra thành 8 khúc rồi mình sẽ tóm lưới mình. Mấy anh em thì cũng vừa mới thả lưới kiếm được ở đây ít cá mồi nữa. Câu vàng thì mình câu mồi nhỏ, nhưng mà câu câu đơn á, câu cần thì mình sẽ câu mồi to nha, là một cá sống. Con cá lồng đông tôm đá to mọi người, xíu nữa mấy anh em sẽ móc mồi luôn. Ở đây thì mấy anh vừa mới làm xong cái phần dây cho cần câu nha. Ở phía trên á mình dùng dây thừng nè, còn phía dưới á là dùng cái dây dù, dây rất chắc, gọi là dây chịu lực cho mình. Cái dây này thì những con cá có răng bén như cá chèn á, nó cắn không đứt. Còn lưỡi câu thì là lưỡi lưỡi to này nè. Đó, một cái. Mấy anh em Sang cũng đã làm xong cái cần câu nha mọi người. Bây giờ mình sẽ qua cái bãi cát phía bên kia sông này. Mình sẽ cắm ở bãi cát đó, xong cắm dọc theo bờ sông dài xuống dưới kia nha. Mồi câu đây. Cái mé bên đây chắc được mấy cần hết luôn. Hai cần. Đầu chỉ một cần. Hai anh em mình cắm cái ở giữa chứ. Ở chỗ này có một cái bãi cát đó mọi người. Bây giờ thì mấy anh em Sang sẽ chèn cần câu ở cái bãi cát chỗ này nha. Cái bãi cát này thì lúc nước nó xả thì nó sẽ ngập mất cái bãi cát nha mọi người. Nó ngập qua cái tảng đá chỗ kia kìa. Giờ thì em Huân sẽ bắt đầu làm cần. Nó ngập mất cần không ta? Chắc mất quá. Chỗ này đặt cái cần câu mà anh Huân vừa mới làm xong nha mọi người. Đầu sợi dây á thì mình sẽ cột vào trong ngọn cái tre. Còn cái cuối sợi dây á mình sẽ cột vào trong một cái thân cây như này. Để khi lỡ như mà mai dính con cá, cái tre này bị kéo gãy, cá to nha. Cái tre này bị kéo gãy thì nó vẫn còn vướng lại chỗ này và không bị sảy cá nha. Cái cần cái tre này chủ yếu là dùng để lấy cái lực. Nếu mà dính cá nó sẽ có cái độ búng để con cá nó đỡ thoát hơn mọi người. Bên đây thì neo theo cục đá nữa. Bây giờ thì Huân sẽ bóc mồi nha. Lấy con cá bự nhất luôn này. Đây. Đây là cái mồi của mấy anh em Sang để bẫy cá. Cái lưỡi hơi nhỏ nha. Đây là con cá lồng tông sông nha. Cái con này á thì những con cá lăng nó rất là thích ăn luôn. Tại vì nó chạy mạnh đó mọi người. Những cá săn mồi thì thích ăn con cá này lắm. Con này được hai lạng không ta? Mọi người thấy cái mồi của mấy anh em Sang không? Sẽ to như vậy luôn nha. Mồi to thì hy vọng mới dính cá to. Đem ra ngoài. Giờ thì mình sẽ đem ra ngoài sâu nha. Ôi, mai dính mai cái mồi này sẽ dính cá lăng nha mọi người, hy vọng. Rồi thả nó xuống đây nha. Ở đây còn hai con cá lồng tông rồi. Cái con này đậu mùa thì nó lên hay dính lưới lắm. Đây lăng. Bên đây thì anh lăng văng một cần nữa. Một. Sấy, có gì nữa chứ. Con này to hơn con cái Huân văng nãy luôn. Anh lăng thì sẽ câu phía bên hụt này nha. Anh Huân câu về phía dưới kia, anh Hoàng thì câu bên kia. Để xem ngày mai cần của mấy anh em ai sẽ dính mọi người. Đây nó cứng quá.
Nhìn con này nó sống dai lắm. Đây là cái mồi của anh Lăng. Mai dính cá nha. Cái chỗ bãi cát này mấy anh em cắm 3 cần nha mọi người. Đây 1 cần, đây 1 cần. Cái kia cần của anh Lăng nữa. Để xem mai có dính hay không. Ở đây còn 5 cần nữa. Giờ nè mấy anh em xem sẽ qua cái bãi cát bên kia đó. Mình sẽ cắm những cái chỗ mà có bãi cát nha. Có bãi cát thì dễ cắm. Nãy giờ thì mấy anh em sang vừa mới thả xong hết mấy tay lưới cũng như là xong hết mấy dàn dây câu nha mọi người. Chiều hôm nay á trời đang chuyển mưa phía trên này. Đang thui hết luôn. Hy vọng là tối nay sẽ có một cơn mưa lớn để cho nước nó đục á, dễ dính cá lăng hơn. Sang thì vừa mới chèo xuồng từ chòi và phía bên đây rừng nè mọi người. Bên đó thì có một cái khe suối, lấy một ít nước suối về để nấu nướng đồ ăn. Buổi chiều ở trên sông này á, phong cảnh nhìn nó rất là bình yên luôn ha. Chòi của mấy anh em sang bên đây này. Đi sông này thì đỡ nhớ nhà hơn là đi vào suối, đi vào rừng nha mọi người. Tại vì cái tầm nhìn ở ngoài sông á, mình có thể là nhìn được rất là rộng. Còn nếu mà mình ngủ ở trong rừng sâu á, tầm nhìn mình hạn chế, mình nhớ nhà lắm mọi người. Ngủ ở sông này thì ngủ được lâu. Giờ chèo xuồng về chòi nha. Chèo xuồng từ bên kia sông qua bên đây nha mọi người. Bên đây là chòi của mấy anh em sang này. Cột thuyền vô chỗ này nha. Chiều hôm nay thì mấy anh em sang thả lưới á, được 5 con cá lòng tông xong. 2 con thì mấy anh em sẽ móc câu, còn đây 3 con với lại con cá tài tượng này. Thì mấy anh để lại nấu nồi canh chua nha, canh chua rau dớn. Còn phía bên đây là chòi của mấy anh em sang. Mấy bữa trước á, mấy anh em sang đi á, đi tới nơi á, toàn là gặp mưa nên làm chòi nó không có kiên cố mọi người. Hôm nay á, thì được bữa là đi tới đây này, không có gặp mưa nên mấy anh làm cái chòi rất là đẹp luôn. Chẻ tre ra làm cái mái nhà phía trên đó. Ngủ ở trong đây thì không sợ bị dọc nước mưa giống như bị mấy bữa trước đó nha mọi người. Tượng nhỏ nhỏ. Đây là chòi của mấy anh làm này. Chẻ mấy cái sóng tre ra này. Bây giờ thì trời hơi tối. Còn cái bạc mà bữa gác thịt bò nó cháy, bị cháy một lõm nên mấy anh cắt ra để lót phía dưới luôn. Đi lại cho thuận tiện. Giờ thì đợi trời tối khi nào nước xả thì mấy anh em sang sẽ đi thăm lưới nha. Còn dàn dây câu thì mai mới thăm. Tối nha mọi người. Mấy anh em sang thì vừa mới ăn cơm xong. Trời thì đang đổ mưa lâm râm đây nè. Anh Huân rủ mấy anh em là đi dầm mưa xuống dưới kia để thăm ba tay lưới. Khi chiều thì mấy anh có giăng câu xong á, anh Huân có thả ba tay lưới. Giờ thì mấy anh em đi thăm. Giờ thì mấy anh em đi thăm thử xem là ba tay lưới nó có dính cá hay không nha. Sao đưa gãy răng. Ta đâu ta? Mưa lâm râm này. Mưa lớn chứ mà mưa nhỏ đâu. Có giật giật không? Ha, tôi gỡ luôn hả? Cái gì đang cắn đó? À.
Đây là tấm lưới mà khi chiều anh Huân thả đó mọi người. Do trời mưa quá nên mấy anh em gỡ lên luôn. Nhưng mà mưa lâm râm từ giờ tới sáng kiểu này là mai có khi dính cá lăng. Lên 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 kéo kéo kéo. Mưa đổ càng ngày càng lớn mọi người. Thế vậy tính ra khúc này ít cá trắng hơn ở dưới kia ha. Thôi, đây con. Ta lưới dính đây được con cá đầu tiên nha, một con mẹ dinh. Cũng to. Thôi mà tay quá. Cái lưỡi. Tôi lưỡi à? Đây. Cho vô đi, cho vô. Một con đầu tiên. Không lúc này vậy luôn. Ấy, ấy, một con nữa, hai con. Có sao mày dính ở đây nó tròn vậy ta? Nó tròn vo à? Tay của mày dính đâu mọi người? Mọi người thấy nó tròn vo không? Nó như cái dĩa luôn. Hai con. Hả? Một con nữa kìa, ba con. Hết chưa? Rồi, hai lưới. Người ta lưới này được ba con nha. Hết rồi. Ôi, mưa to. Mưa to luôn rồi. À, mấy anh em sang vừa mới thăm xong tay lưới đầu tiên mọi người. Dính được ở đây ba con. Trời, bây giờ đổ mưa to luôn rồi. Mưa trong rừng này thì nó lạnh lắm nha. Nhất là mưa ban đêm á. Và đây là tà lưới thứ hai nha. Ba tay hết không? Ồ, mưa lớn luôn rồi. Cục hàng dưới rồi. Cục đá. Ôi, ôi. Hai con. Lưới này dính rồi. Dính hai con cái là dính bự mọi người ơi. Woo. Đâu? Một con hai con này một cặp luôn. Cái bự cục đá. Ôi, đây con nữa nè. Bốn con. Ba con. Ui, con to kìa. Ôi, xay luôn. Ui, con cái là dính kia mọi người. Đây. Wow, đã quá. Con này hơn cả bàn ta luôn. Đây là cho anh mượn. Cái lưới này anh Huân văng đó mọi người, là lưới to nên nó chỉ dính cá to thôi nha. Nó không có dính được cá nhỏ. Nhưng cá nhỏ nhỏ mà dưới bàn tay thì không bao giờ dính được. Con này mọi người thấy không? To hơn cả dép sang nè. Đấy. To hơn cả cái dép của sang luôn. Mấy con, ông mày dính không ta? Dính không rồi. Để cho cái nước này. Rồi, kéo cái lưới đi. Con này mới to hơn này, kéo đi. Con nữa hả? Đâu, đâu? Một con. Mày dinh không ta? Nguyên một bầy mày dinh luôn. Tên hơn một con mày dinh đấy. Cái đá rồi. Đá ta? Cái đá à? Đúng không? Cục đá thì có. Đúng là cá lăng đá luôn.
Lạnh quá. Lạnh rung hết người luôn mọi người. Một con nữa, con này bự này. Dinh không? Toàn là mày dinh mọi người. Con nữa kia nữa. Không phải. Ờ đúng rồi. Con bự kia, con bự. Xài. Ui, bự. Còn con dưới nữa. Ui, con này bự nhất luôn nè. Con này bự nhất luôn nè, mọi người xem này. Quá đã mọi người. Sắp xảy luôn nhỉ. Sắp xảy luôn. Đâu, có dính gì đâu. Lên sổ cái nó ra luôn mọi người. Đây. Anh Hoàng bự ấy. Hoàng cầm ngang ấy. Đây hai tay. Đây mọi người xem con mè dinh này nha. To. Một bàn tay, hai bàn tay, ba bàn tay nha. 7,5 kg. Ôi, một bầy mè dinh luôn. Ô con có một con nữa. Thanh lưới chưa? Đây mọi người. Chắc là 10 mấy ký cá mè dinh rồi. Cái gì vậy? Hết lưới chưa? Ui một con nữa. Đây con gì dưới đây nắng. Toàn là mè dinh đó mọi người. Nãy giờ là mấy anh em sang thăm chắc là hơn 10 mấy con cá mè dinh rồi. Mà con nào con lấy là con to thôi nha. Tại vì cái lưới này của anh Huân nó chỉ giăng dính được cá to. Đây bỏ đi. Con nào con lấy to thôi. Đã thật chứ. Cái này giác hơn 30 mét lưới mọi người. Còn nữa ha. Một con nữa. Toàn là mày dinh thôi. Cứ khoảng vài ba mét là dính một con mày dinh. Vài ba mét là dính một con mày dinh thôi. Kéo nổi không? Đứt tay anh đấy. Này, anh chạy từ từ đi, hai người kéo. Anh dịch cái túi lưới đi, em cầm luôn đi. Cho nó xuống dưới để cho thở cho. Đó, ok. Đây là thành quả của hai tay lưới nha mọi người. Ba tay rồi. Giờ thì đi thăm tiếp tay lưới thứ ba. Trời thì cứ đổ mưa thôi. Có lẽ trời mưa này nên con cá nó đi ăn á mọi người, cái mà dính đi ăn á nên giăng trúng luồn luôn. Đó thôi. Thì mấy anh em sang sẽ cột cái túi cá này ở chòi nha. Xong đi thăm tiếp tay lưới cuối cùng. Còn một tay lưới nữa. Lạnh quá. Hả? Nhưng cá hả? Kéo kìa. Hay là sống. Không sống. Đâu, cá. À. Đây là cái tấm lưới thứ ba em người. Nãy giờ thì mấy anh em sang thăm hai tấm rồi. Hai tấm kia thì được chắc hơn 20 ký cá mà dinh đó. Còn đây là tấm cuối cùng. Tấm này ngay hổng thác. Mấy anh em hy vọng rất là nhiều vào tấm này nếu mà dính cá lăng đá đó mọi người. Tại vì cá lăng đá thường nó sẽ đi ăn ngay hổng thác á. Lạnh. Mưa không ngừng luôn. Nắng không? Ô mày dinh. Ô hai con luôn. Đây một con mày dinh đó mọi người. Tấm này là dính mày dinh đó. Một con này. Ôi hai con. Ôi ba con luôn. Bốn con luôn. Năm con luôn. Trời ơi. Dạ dở lên đi ha. Ôi con mày dinh kia bữa sắp xảy rồi, sắp xảy rồi. Cho lên đi. Con gì nặng dữ vậy? Ôi xảy con rồi hay gì á? Đây là một con này, hai con này, ba con này. Ôi con này to. Bốn con này, năm con này. Con gì bự lắm kìa. Mày dinh hả? Sáu con mọi người, một khúc chắc khoảng tầm 2 mét lưới. 2 mét lưới rồi, sáu con mày dinh rồi. Hay là dục lại sao cho nước vô? Lấy cái bao đấy luôn. Được không? Chưa bao. Đây, bỏ tạm luôn. Đây,
giỏ đi phụ gỡ nó. Lạnh quá. Có lẽ là nào, chờ em lên trước coi. Chờ em lên trước coi. Đâu thôi. Đây, ôi 6 con. 6 con. Ôi 6 con này. 7 con này, 8 con này mọi người. Ui lắc. Lắc hả? Không phải. Mùng. Ờ lắc rồi. Ui trời ơi. Anh Hương ơi, từ từ anh Hương ơi. Mọi người thấy cái gì dưới kia chưa? Ôi sắp lại rồi. Sắp lại rồi. Lên hát lên. Giờ hai con lăn. Nó lắc sao từ. Ồ đâu rồi anh Hương? Đâu rồi? Kì. Ủa, đâu rồi? Những cái tí đâu à? Kìa. Đây em nắm cho. Nhìn cái lăng đá kìa mọi người ơi, có cái lăng đá mọi người ơi. Từ đâu? Em nắm được. Từ bỏ tay. Rồi anh nắm đuôi đi anh nắm. Nắm chắc lắm rồi. Ôi mọi người ơi. Trời ơi. Giờ cho lên xuồng đi. Ôi cá kìa. Ôi cá. Wow! Cái con này anh bảo. Gỡ đi. Ôi trời ơi, Hương ơi, quá trời kém mày dính rồi. Đây mọi người, 1 2 3 4 5 con. Cháu xuống dưới hoàng à. Ê, ra rồi, dính có tí đâu à. Ôi trời ơi. Mình mấy tí luôn. Trời ơi. Hoàng nhấc ra. Gỡ chưa. Hoàng đỡ lên đi, Hoàng nhỏ lên. Cháu rớt. Mọi người xem con cá lăng đá mà mấy anh em xem vừa mới giăng được này. Ô, đã ghê không? 1 bàn tay, 2 bàn tay, 3 bàn tay. Cái đuôi này, không một xúc chảy bết luôn. Giả lá cá này. Không thoát. Quá đã. Rồi, cho vô lại sao đi. Để xảy, thật nha, coi chừng nó xảy nha. Quật đuôi nha. Rồi. Thì anh Lăng với anh Hoàng sẽ gỡ cá phía sau cho mọi người. Còn anh Huân sẽ thâu lưới tiếp nữa. Tại vì lưới còn dính rất nhiều cá đây nè. Tay lưới cuối cùng lại là tay lưới vô mánh. Cái lúc đầu thăm thì mấy anh em Sang có nói là tay lưới này mấy anh em rất là hy vọng là sẽ dính được cá lăng to. Tại vì mọi người biết không, cái khúc này tới chỗ kia là cái họng thác nước chảy xiết rồi. Nên cá lăng thường thì nó sẽ đi ăn ở họng thác nước chảy xiết. Này mấy anh em may mắn rồi mọi người. Trời đó, mưa lâm râm nữa mà. Có điểm báo hết luôn á. Sáng thì mấy anh em định là về rồi á, nhưng mà anh Huân kêu ở lại, ráng ở lại thêm 1-2 bữa nữa. Không ngờ là lại có thành quả lời liền luôn mọi người. Cá mè dinh thì không nói tới nha, tại vì cá mè dinh nó nhiều quá rồi, văng ở đâu cũng có, nhưng mà riêng con cá lăng đá kia là quá may mắn luôn mọi người. Xíu nữa về trò đi chụp cho mọi người xem sao. Giờ thì thăm cho hết ta lưới nữa, ta lưới còn dài. Ui anh Huân, mè dinh nhiều lắm kìa. Phía trên đây thì mấy anh đang cố gắng là gỡ cho xong mấy con cá mè dinh nha mọi người. Tại vì cá mè dinh khi mà nó lên mặt nước á thì nó sẽ bị ngợp nước và nó chết, nên gỡ tranh thủ bỏ vô trong túi lưới và còn ngâm dưới nha. Còn quay qua đây thì sẽ cho mọi người xem, đây là con cá lăng đá mà mấy anh em Sang vừa mới thả lưới dính nha mọi người. Mọi người xem nha. Cái đầu nó này. Ồ, cái đầu nó này. Một bàn tay nha. Một bàn tay nè, ba bàn tay này. Cái đầu không là ba bàn tay này. Còn cái mình nó dài này. 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang, 4 gang rưỡi mọi người. Mỗi gang có Sang là 2-3 cm. Cái con này thì theo như mấy anh em Sang đoán là phải cái con này là phải trên 10 kg nha mọi người. Quá khủng luôn rồi. Quá đã. Không một chút chạy vết luôn mọi người. Ồ, đẹp thật là đẹp luôn. Xem cái bi của nó này. Trời mưa lâm râm á là con cá này nó đi ăn nha. Hên rồi, may mắn rồi. Còn trên đây thì còn quá trời cái mè dinh luôn nè. Giờ mấy anh em cứ gỡ dục lên trên đây thôi. Cái tay lưới này mấy anh em Sang dính cá mà gỡ không nổi đâu mọi người. Cứ khoảng tầm nửa mét nó dính một con. Mà con nào con nấy đây này. Không phải nhỏ đâu nha. Con mè dinh nào con mè dinh đấy là phải to hơn cả bàn chân của Sang gấp 2 lần nha mọi người. Phải trên 2 kg một phải trên 1 kg một con. Đây con này sắp chết nè anh Hoàng ơi. Nó sắp chết rồi. Gỡ. Đây nè, nhiều quá, mấy anh em cứ dục đầy nước trên xuồng luôn, cho nó muốn bơi đi đâu nó bơi.
rồi. 2, 4, 6, 7. Con lăng đá này là tính riêng nha. 7 rồi, 8 này, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 con, 17 con. Ui bự như vậy. Con nào con nấy to con này không. Quá wow, trời. À mọi người thông cảm á, là nước mưa á, nó che cái camera nên cũng khó thấy nha mọi người. Đâu? Đâu bà? 18 con. Lăng lăng xem vướng cái gì mà anh ấy. Vướng con vướng cái này này, cá này này. Con cá. Đã gỡ đâu? Ra chưa? 18 con, 19 con, 20 con. Ui sắp xảy hết luôn, sắp xảy hết luôn. 20 con. Ô cái ngựa, cái ngựa đưa cho em thả cho. Nha, khó gỡ lắm. Anh Huân bỏ ngang. Còn đây là con cá ngựa mọi người. Tưởng là mày dinh mà không phải. Con này là con cá ngựa xám nha. Con này thì mấy anh em không ăn nên sẽ thả đi. Chắc quăng xa xa không, hồi chui vô lưới nữa quá. Đây, ăn không anh Hoàng? Bỏ đi, bỏ đi. Nhiều quá mà ăn chi nữa hả? Cái con này ăn bị say mọi người, mấy anh em thả thôi. Con nó phải mùi nó... thả rồi. Mùi cái gì thả rồi. À, cuối cùng thì mấy anh em cũng đã thăm xong tay lưới nha. Tay lưới thứ 3 thì xem thành quả này. 1 con nha, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con, 8 con, 9 con, 10 con, 11 con, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 con. Còn cá lăng này 2-3 con, rồi anh Huân bỏ cá lăng lên Huân ơi. Giờ thì sẽ cho mọi người xem cái con cá lăng đá này nha. Tắt tắt đèn đi, tắt đèn. Rồi, anh Huân bỏ lên này. À, đây là thành quả con cá lăng đá đầu mùa của mấy anh em Sang nha. Wow. À, Sang không biết nói như thế nào luôn, chỉ biết nói là quá đã mọi người ơi. La mà khang cả tiếng luôn nè. Anh Huân bỏ ngang này. Thấy nó to bằng cả người anh Huân không? Con này thì đó bao nhiêu ký? Trên 10 ký. Trên 10 ký, anh Lăng. Trên 10 ký. 10 ký đúng không? Với đeo sang thì không dám đoán chính xác nha anh Hoàng, bao nhiêu ký? 12 ký bạn ơi. 12 ký rồi. Wow. Nói thật với mọi người là quá đã luôn. Đây này, răng nó này. Mọi người xem hàm răng nó nha. Răng nó. Đáng gì ta? Răng to là răng to, cho nó xuống dưới, ở sảy sảy luôn. Thấy đấy, mày đầu to hơn đầu anh rồi. Đây, à. Mọi người thấy cái đầu đó không? Đầu đó là to hơn cả cái đầu của anh Huân luôn nha. Thôi Sang không biết đoán bao nhiêu ký nhưng mà Sang nghĩ là phải trên 10 ký mọi người. Tạo oxy cho nó đi. Cái tay lưới này bỏ đây luôn à. Ôi không biết nói gì luôn. Ôi, lần đầu tiên. Đây, dây, lạnh quá. À, bây giờ thì mấy anh em Sang sẽ chạy thường quay về em luôn. Quá trời cá rồi. Ồ, lạnh quá. Lạnh nhưng mà có thành quả như vậy là mừng quá. À, nãy giờ thì mấy anh em vừa mới chạy xuồng về tới chòi mọi người. Đây là cái số cá của hai tay lưới kia. Giờ đổ ra hết luôn. Không ra nổi luôn, có mấy con to quá. Dưới cái cành. Cái này còn một con. Mưa càng ngày càng lớn. Quá trời mọi người. Giờ thì anh Hoàng sẽ lựa cái con nào to thì mình sẽ bỏ vô trong túi lưới rộng lại, còn con nào nhỏ thì mình sẽ đem đi sấy nha. Nhiều quá rồi. Chứ giờ cứ để hết như vậy thì nó sẽ chết hết mọi người. Cái mày dinh thì nó rất là dễ chết luôn. Chết hết rồi. Cái mày dinh này nó yếu lắm nha mọi người. Con sỏ thỏ con bự đi luôn để con cá lăng nó chết. Giờ mình sẽ lo tới con cá này. Thôi đem lên trước đi. Anh Hoàng ấy. Đi đi lên. Kéo đi. Kéo lên trước. Lấy dây sỏi này lên. Ôi, cái bột đi. Không chắc, mình chỉ mất. Mình sỏ qua cái mang coi chừng nó cắn luôn rồi. Cảm ơn nha. À, rồi ok. Sợ lắm. Chưa, mất tay lên. Ok, ok. À, cái con cá lăng đá này bây giờ thì mấy anh em Sang sẽ xỏ dây để thả nó xuống nước cho nó sống nha mọi người.
Rồi ok bưng. Trời đất vì sao? Bây giờ thì anh Huân sẽ bưng. Cá to nhất chết luôn. Bây giờ thì anh Huân sẽ bưng con cá này để thả xuống nước mọi người. Đây. Đây, cho xuống nước, cho xuống nước. Kéo đi luôn nhá. Đi luôn đấy. Lấy cầm dây qua đây. Này mọi người thấy cái bộ râu đó không? Đây này, giờ anh thắt ra. Cẩn thận nha, nó quẩy một phát là đi luôn á. Bự bằng cả người luôn mà. Bằng cái eo luôn. Quá đã. Anh Huân vừa mới cột dây vô con cá mọi người. Giờ thì thả xuống nước cho nó sống nha. Cái con này nãy giờ thì mấy anh em bỏ trên thuyền á, nó cũng yếu luôn rồi. Đã thật. Đây mọi người xem cái đuôi nó này. To không, không cày xước bất cứ cái gì luôn nha. Khi nãy nó dính lưới á, nó dính một phần chút xíu nhỏ cái râu thôi. Cái quá. Còn đây là cái mà dính nè. Nhiều quá rồi mọi người. Cái xô con nhiều dữ không? Còn nhiều lắm à. Tao thấy nước bể ra tao nước rồi. Ồ cái này mai chắc không còn con nào luôn quá. Mấy anh em sang dạng như là trúng mánh lắm mọi người. Nên không có chuẩn bị trước đồ để đựng. Không nghĩ là nhiều đến như vậy á. Cái mà dinh mà nó nhiều cả móc túi kia. Được đi. À, mấy anh em sang cũng đã rộng cá xong nha. Một nửa thì bỏ lại trên thuyền, một nửa thì cho vô túi lưới đây này. À, tại vì nhiều quá cho hết vô túi lưới thì nó sẽ không sống nổi mọi người. Cái lan đá thì cột phía dưới kia qua cái cọng dây này. Giờ lên thuyền nha. Bây giờ lên nhà anh. Mưa thì càng ngày càng lớn mọi người ơi. Mưa tầm tã từ cái lúc mấy anh em đi thăm lưới tới giờ luôn. Kiểu này á, ngày mai mấy anh em sang đi còn mấy dàn dây câu nữa. Có thể là trúng mánh luôn. Mấy dàn dây câu của mấy anh em sang á, nếu mà mưa từ giờ tới sáng á, có thể là ngày mai dính được nhiều cá lăng đỏ luôn mọi người. Mà cá lăng đỏ nếu mà dính đầu mùa này thì sẽ rất rất là to luôn nha. Thôi sang thay đồ quần áo á, lạnh quá. Ôi, con cá này to nhất là chết. Khi đã đi thăm lưới á, thì trời mưa nhỏ mọi người. Rồi tới trời á, vừa mới cột rộng con cá phía dưới kia. Quay lên cho trời thì trời đổ mưa rất là to nha. Mọi người xem mưa phía ngoài này. À, cái trời của mấy anh làm á, nó kiên cố mọi người. Những cái bạc, những cái thanh như thế này nè. Mưa nó không có nhiễu xuống phía trong trời. Nhưng mà gió ở ngoài sông nó lùa vào á, nó đẩy nước mưa vào phía bên đây đi. Nên giờ thì mấy anh phải làm thêm một cái bạc che chỗ này nha. Để chắn cái phần nước mưa nó bị gió đẩy vào á. Mưa lớn lắm mọi người. À, trời mưa lớn như thế này á thì ngày mai mấy cái dàn dây câu của mấy anh em sang á, cơ hội sẽ dính được cá lăng đỏ rất là cao nha. Tại vì con cá lăng đỏ nó sẽ thường đi ăn sau những cái trận mưa lớn. À, hôm nay mà mưa như thế này á, ngày mai có thể là mấy anh em sang vô mánh luôn mọi người. Tối nay là dính được một cá lăng to rồi, ngày mai có thể là còn to nữa. Mưa này nước nó đổ xuống mọi người. Trời mưa tầm tã phía ngoài luôn mà. Còn đây là chỗ phía sau. Trời đổ mưa nãy giờ hơn 3 tiếng đồng hồ mọi người. Thì bắt đầu là tạnh mưa dần rồi. Nên mấy anh em sang vừa mới ra thăm con cá. Cái phần cá trên thuyền đó thì nó ngửa bụng lên hết rồi. Chắc là cũng không sống nổi. Còn cá lăn đá thì cột vào cái sợi dây vàng vàng đây mọi người. Để mà rộng lại nha. À, con cá lăn đá thì mấy anh em cột vào sợi dây vàng này. Thả xuống dưới nước dưới kia. À, mưa cũng bớt rồi nên mấy anh em vừa mới bắt đây cái võng. Chuẩn bị đi ngủ thôi, khó quá. Anh Huân thì ngủ bên đây, anh Hoàng thì ngủ đây, anh Lăng thì ngủ bên kia. Ngủ một giấc thôi. Trời mưa nó rớt phía trên bạc, mọi người nghe tiếng nước mưa. Ngủ